sáu phẩm kinh điển lại nữa kiểu thi ca thiện nam tử thiện nữ vân vân nào giáo hóa các loài hữu tình ở châu thiện bộ làm cho an trụ 10 thiện nghiệp đạo lần lượt cho đến giáo hóa khắp các loài hữu tình ở thế giới hữu của chư phật như các sông hằng vân vân trong mười phương làm cho an trụ mười thiện nghiệp đạo thì ý ông thế nào thiện nam tử thiện nữ vân vân này do nhân duyên như vậy được phước có nhiều không trời lý thích thừa rất nhiều kính bạch thế tôn rất nhiều kính bạch thiện thệ phật bảo kiều thi ca thiện nam tử thiện nữ vân vân nào biên chép thọ trì bát nhã và làm mật đa trang sức xinh đẹp bằng các thứ báu đem bố thí cho người khác đọc tụng thì đạt được phước lại càng nhiều hơn lại nữa, Kiều thi ca thiện nam tử thiện nữ vân vân nào giáo hóa các loài hữu tình ở châu thiện bộ làm cho an trụ bốn tịnh lợi bốn vô lượng bốn định vô sắc năm thần thông lần lượt cho đến khắp các loài hữu tình ở thế giới trừ phật như các sông hoàng vân vân trong mười phương làm cho đều an trụ bốn tịnh lợi bốn vô lượng bốn vô sắc định năm thần thông thì ý ông thế nào thiện nam tử thiện nữ vân vân này do nhân duyên như vậy đạt được phước có nhiều không trời đầy thích thưa, rất nhiều kính bạch thế tôn, rất nhiều kính bạch thiện thệ, Phật bảo kiều thi ca thiện nam tử thiện nữ vân vân nào biên chép thọ trì bát nhã và làm mật đa trang sức xinh đẹp bằng các báu đem bố thí cho người khác đọc tụng thì đạt được phước càng nhiều hơn trước lại nữa kiều thi ca nếu thiện nam tử thiện nữ vân vân nào biên chép thọ trì bát nhã và làm mật đa trang sức xinh đẹp bằng các thứ báu tự mình thường đọc tụng thì không bằng như có người biên chép thọ trì bát nhã bà làm mật đa trang sức xinh đẹp bằng các thứ bóng và đem bố thí cho người khác đọc tụng lại nữa kiểu thi ca nếu hương thiện nam tử thiện nữ vân vân nào biên chép thọ trì bát nhã bà làm mật đa trang sức xinh đẹp bằng các thứ bóng và đem bố thí cho người khác đọc tụng thì không bằng có người hiểu biết đúng nghĩa lý sâu xa của bát nhã bà làm mật đa và giảng thuyết cho người trời đế thích lại bạch phật Bạch Thế Tôn nên giảng thuyết nghĩa thú sâu xa của bát nhã bà Làm đa cho các loài hữu tình nào. Phật dạy, Kiều thi ca nếu thiện nam tử, thiện nữ, vân vân nào không biết nghĩa lý sâu xa của bát nhã bà Làm Bạch đa, thì nên giảng thuyết cho họ. Vì sao Kiều thi ca? Vì ở đời đương lai có thiện nam tử, thiện nữ, vân vân cầu hướng đến quả vị vô thượng tránh đẳng vô đề, nghe người giảng thuyết tương tự bát nhã bà Làm Bạch đa, bèn mê lầm nên giữa đường lui mất khi ấy trời đế thích bạch Phật. Bạch Thế Tôn những gì gọi là tương tự bát nhã ba la mật đa. Phật bảo, kiểu thi ca, đời đương lai có các bí sô ngu si điên đạo, mặc dầu muốn tuyên thuyết trần thật bát nhã bà la mật đa, nhưng nói đảo ngược bằng pháp tương tự bát nhã bà la mật đa. Thế nào là bí sô nói ngược bằng pháp tương tự bát nhã ba la mật đa? nghĩa là bí số kia nói cho người phát tâm vô thượng bồ đề xác họa nên gọi là vô thường chứ chẳng phải thường không nên gọi là vô thường nói thọ tưởng hành thức họa nên gọi là vô thường chứ chẳng phải thường không nên gọi là vô thường lại nói nếu người cầu như vậy là hành bát nhã bà làm mật đa kiểu thi ca như vậy gọi là nói ngược bằng pháp tương tự bát nhã bà làm mật đa này Kiều Thi Ca không nên căn cứ vào sắc hoại để quán sắc là vô thường, không nên căn cứ vào thọ tưởng hành thức hoại để quán thọ tưởng hành thức là vô thường, mà căn cứ vào thường không để quán sắc cho đến thức là vô thường. Do vậy, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ, vân vân biết rõ nghĩa thú của bát nhã ba la mật đa sâu xa và giảng thuyết cho người, thì phước của người đó rất nhiều lại nữa kiểu thi ca thiện nam tử thiện nữ vân vân nào giáo hóa tất cả hữu tình ở châu thiện bộ làm cho đều trụ quả dự lưu hoặc nhất lai bất hoàn a la hán hoặc bồ đề của bậc độc giác lần lượt cho đến giáo hóa khắp tất cả hữu tình ở thế giới như các sông hằng vân vân trong mười phương làm cho đều trụ quả dự lưu cho đến bồ đề của bậc độc giác thì ý ông thế nào thiện nam tử thiện nữ vân vân này do nhân duyên như vậy được phước có nhiều không trời đấy thích thừa rất nhiều kính bạch thế tôn, rất nhiều kính bạch thiện thệ. Phật dạy, kiểu thi ca, có thiện nam tử, thiện nữ, vân vân biên chép thọ trì bát nhã, bà làm mật đa, trang sức xinh đẹp bằng các thứ báu, đem bố thí cho người khác đọc tụng, gian bảo, chỉ dạy hữu tình kia. Người nên siêng năng tu học bát nhã, bà làm mật đa tương ứng với Phật Pháp, nhất định sẽ chứng tác trí nhất thiết trí. Thiện nam tử, thiện nữ, vân vân này, đạt được phước cả nhiều hơn trước, vì sao? Kiều thi ca vì tất cả quả dự lưu nhất lai, bất hoàn, A-la-hán và bồ đề của bậc độc giác đều từ nơi bát nhã bà la mật đa này lưu xuất vậy. Nghĩa là người kia chứng đắc trí nhất thiết trí, giáo hóa vô lượng vô biên hữu tình làm cho thành tiệu dự lưu cho đến độc giác không giới hạn lại nữa kiểu thi ca nếu các loại hữu tình ở châu thiện bộ đều phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề lần lượt cho đến tất cả hữu tình ở thế giới như các sông hàng trong mười phương đều phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề có thiện nam tử thiện nữ vân vân biên chép thọ trì bát nhã bà làm mật đa trang sức xinh đẹp bằng các thứ báu đem bố thí cho người khác vào đọc tụng ý ông thế nào thiện nam tử thiện nữ vân vân này do nhân duyên như vậy được phước có nhiều không trời đế thích thừa, rất nhiều kính bạch thế tôn rất nhiều kính bạch thiện thệ phật dạy kiểu thi ca, thiện nam tử, thiện nữ, vân vân nào, biên chép, thọ trí, bát nhã và làm mật đa, trang sức xinh đẹp, bằng các thứ báu, đem bố thí cho một người đã được bất thối truyền quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề, bảo siêng năng tu học. Thì thiện nam tử, thiện nữ, vân vân này đạt được phước càng nhiều hơn trước. Vì sao? Kiểu thi ca, vì Bồ Tát tu hành bát nhã, và la mật đa như vậy mau được viên mãn, làm cho bát nhã, ba la mật đa sâu xa được lưu bốn rộng rãi khắp nơi. Lại nữa, kiểu Thi Ca, nếu các loài hữu tình ở châu thiện bộ đều phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, lần lượt cho đến tất cả hữu tình ở thế giới như các sông hằng trong mười phương đều phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, có thiện nam tử, thiện nữ, vân vân, biến chép thọ trì bát nhã ba la mật đa, trang sức xinh đẹp bằng các thứ báu đem bố thí cho người khác vào đọc tụng lại dùng văn nghĩa hay đẹp để giải thích thì ý ông thế nào thiện nam tử thiện nữ vân vân này do nhân duyên như vậy được phước có nhiều không trời đi thích thưa rất nhiều kính bạch thế tôn rất nhiều kính bạch thiện thệ phật dạy kiều thi ca nếu thiện nam tử thiện nữ vân vân biên chép thọ trì bát nhã ba la mật đa lại đem bố thí cho một người đã được bất thối truyền quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề bảo đọc tụng lại dùng văn nghĩa hay đẹp để giải thích thì thiện nam tử thiện nữ vân vân này đạt được phước cả nhiều hơn trước lại nữa kiểu thi ca nếu các loài hữu tình ở châu thiện bộ đều được bất thối truyền quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề lần lượt cho đến tất cả hữu tình ở thế giới như các sông hằng trong mười phương đều được bất thối truyền quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề có thiện nam tử thiện nữ vân vân biên chép thọ trì bát nhã ba la mật đa trang sức xinh đẹp bằng các thứ báu đem bố thí cho người khác bảo đọc tụng thì ý ông thế nào thiện nam tử thiện nữ vân vân này do nhân duyên như vậy được phước có nhiều không trời đế thích thưa, rất nhiều kính bạch thế tôn, rất nhiều kính bạch thiện thệ. Phật dạy, kiểu thi ca trong các Bồ Tát đã được bất thối truyền quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, có một Bồ Tát nói thế này, còn ưa thích, màu chứng quả vị vô thượng tránh đẳng Bồ Đề để cứu vớt các khổ sanh tử cho hữu tình. Có thiện nam tử, thiện nữ, vân vân nào, vì muốn thành tựu việc kia nên biên chép thọ trì bát nhã ba la mật đa, trang sức xinh đẹp bằng các thứ báu, đem bố thí cho người khác vào đọc tụng, thì thiện nam tử, thiện nữ, vân vân này đạt được phước càng nhiều hơn trước, vô lượng, vô số. Lại nữa, kiểu thi ca, nếu các hữu tình ở châu thiệm bộ đều được bất thối truyền quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, lần lượt cho đến tất cả hữu tình ở thế giới như các sông hàng trong mười phương đều được bất thối truyền quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, lại có thiện nam tử, thiện nữ, vân vân biên chép thọ trì bát nhã, ba làm mật đa, trang sức xinh đẹp bằng các thứ báu, đem bố thí cho người khác, bảo tụng đọc tụng